Chứ anh mua cây này bao nhiêu anh? 1 triệu. Rẻ nhỉ. Ở trong Đôn Phong rồi. Ừ. Mua lâu chưa? Lâu rồi. Ghi túc. Chỗ cao đây rồi. À. Cắt nó đi. Và ép củ nó xuống nhỉ. Cây này vẫn ép được xuống thấp nữa nhỉ. Thấp nó cái củ nó ấy hơn. Thì cổ nó biến nó hơi to. Cổ lên nó xong mình nuôi này lên đi. Anh nuôi cao lên là xấu. Cái này này. Cây này làm sao ép cho nó củ tán thật bè ra. Vâng. Cắt đây kìa. Ngọn ép sang bên đây này. Vặn nó kiểu vòng vòng này. Nhưng mà làm sao ép làm sao mà để cho nó mọc tốt ở bên kia bên cho cái chậu này nữa. Hoặc là cho ngang hai bên nữa. Ép làm bốn khung, làm bốn cái nó trụ để nó mọc mịn chết ấy. Bốn cái cành này này. Vâng. Lấy cành lên làm đỉnh này. Vâng. Lấy làm tay này lên làm mấy bông ở đây này. Đây rồi. Che này đi. Đẹp. Khỏe nó này mập lắm. Củ ghê. Táng bò. Đi sung hỏa.